công trình nghệ nhân từ ba quốc gia Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản. Cái vị có mặt ở đó thì cảm thấy một cái công trình rất vĩ đại. Cái đó chúng ta đây chỉ giới thiệu cái con quát thôi, còn mà đi bộ chúng ta phải mất gần như là cả ngày thì mới đi hết cả công trình này. Các cái đoàn thể quốc tế được đi tham quan bằng cách là ngồi trên xe thôi, chứ còn thời gian không có nhiều, mặc dầu 9 ngày tham gia như thế vẫn không có đủ thì giờ để mà đi tham quan hết. Cái công trình lớn đó đã được hòa thượng sáng lập Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới mong mỏi rằng đó chính là cái vương quốc của Phật giáo thế giới trong thời đại này, mở ra một triều đại mới như là một cái hội nghị kết tập kinh điển, hay nói cách khác là kết tập các vị lãnh đạo các toàn cầu cho mục đích một trường Phật pháp một cách toàn hơn. Trước nhất nó là một cái cơ sở tâm linh để phục vụ cho trên 500 triệu tín đồ Phật giáo trên toàn cầu về phương diện tu học hành trì, và nó được quan niệm như là Vatican của Thiên Chúa giáo hay là thánh đường Mecca của Hồi giáo. Về diện tích đó, thì cái trung tâm này lớn hơn Vatican rất nhiều, đến vài chục lần. Như vậy về cái cơ cấu tổ chức hành chính đó, thì nó chưa thiết lập được như thế. Ở trong Vatican thì có đến cả 2.000 tiến sĩ về các lĩnh vực bao gồm các vị linh mục và các vị giáo sư thần học, làm việc 8 giờ một ngày mà tháng lương của họ trung bình là từ 5.000 cho đến 10.000 đô la Hoa Kỳ, cho nên là họ đã đưa tư nhân của mình có mặt khắp nơi trên thế giới. Còn cái vương đường Phật giáo thế giới chúng ta được xây dựng thông qua việc thánh thành nhân ngày Hội nghị Thượng Đỉnh Phật giáo thế giới và cái thăm này đó, thì mới hình thành lên các ý tưởng là tại hội nghị trong vòng 5 ngày từ ngày 1 đến ngày 5 tây tháng 11 vừa qua đó, thì các vị lãnh đạo Phật giáo thế giới đều có một cái ý niệm chung, đó là trong tương lai làm thế nào để chúng ta biến nó trở thành một cái trung tâm Phật giáo quốc tế và phương diện hành chính. Theo đó thì các quốc gia Phật giáo cần phải cử đại diện thành phần trí thức ở trong quốc gia của mình đến đây làm việc mỗi ngày để hoạch định các chương trình Phật sự và nghệ thuật Phật pháp ở những quốc gia, cũng như có thể có can thiệp tích cực vào những cái vấn nạn mà Phật giáo đang gặp phải về phương diện chính trị hay về phương diện các truyền thông ở tại quốc gia đó. Nếu ta không làm được điều đó, cái phương lượng, cái phương diện Phật giáo thế giới này chỉ là cái nơi du lịch đơn thuần mà thôi. Như vậy là cái giá trị hoàn truyền Phật pháp của nó sẽ hết sức là giới hạn. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì ta có rất nhiều tông môn pháp phái. Mỗi một tông môn pháp phái như vậy có cái phương pháp hành trì riêng, có nghi thức tụng niệm riêng, rồi có cái cách thức trang phục pháp cũng rất là khác nhau, không ai giống ai hết trơn. Và do đó phải làm sao hài hòa nhiều thức chung để phát họa ra một cái cơ cấu hành trình quốc tế, thì lúc đó là học mới thật sự là mạnh, và ta mới có thể đi vào từng ngõ ngách ở những nơi mà đạo Phật chưa từng có mặt ở bàn này. Ngay cả tại Việt Nam có đạo Phật trên dưới 2 vị ấy, thế mà cho đến bây giờ ta còn đến 9 tỉnh ở trong nước chưa hề biết đến đạo Phật là gì. Không phải trong thời đại sau chủ nghĩa, mà trong 2 triều đại cực thịnh nhất của đạo Phật là Lý và Trần, từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14, đạo Phật cũng là một cái hình ảnh hoàn toàn chưa được biết đến tại đây. Vậy là làm thế nào để đưa đạo Phật có mặt vào chính tinh của đại đạo? Thì tổ chức Phật giáo quốc tế thông qua cái dương diện Phật giáo toàn cầu này sẽ cần phải có những nỗ lực tập thể, cái chất xám tập thể của nhiều nhân vật nhau để chúng ta tìm ra những bước đi rất là cần thiết và có ý nghĩa cho việc xây dựng đạo Phật phát triển bền vững ở trong tương lai. Sau 5 ngày làm việc thì phái đoàn Phật giáo quốc tế đã được đưa đến nơi tưởng niệm hai quả bom nguyên tử đã được diễn ra trong Thế chiến thứ hai, tức là Hiroshima và Nagasaki. Đoàn lãnh đạo Phật giáo thế giới đã đi và có mặt tại đây vào ngày 6, 7 và 8
các phái đồ đã lần lượt tụng các bài kinh cầu an nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân dân ở các quốc gia được an lành thịnh trị. Sau đó là những chương trình đi tham quan nhiều bảo tàng về ngôn ngữ tự hạt nhân, thấy cái chết từ bom đạn và những loại vũ khí giết người hàng loạt như thế là đáng được lên án, và ta cũng phải giải trừ quân Mỹ, rồi xóa bỏ hận thù, nó có tình thương tình thân trong sự thương yêu giúp đỡ để tháo gỡ những cái rách mà nhân loại đang có phải đó, được rút ra từ tinh thần và giáo dục đạo Phật, vốn được xem là những phương châm mà Liên Hiệp Quốc đã ứng dụng trong mấy thập niên gần đây. Khi tham quan viện bảo tàng Nguyên Tử để biết về cái mức độ tàn phá của hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki này, thì phái đoàn của Việt Nam nó đều có một cái nhận xét chung. Nhật là một trong ba quốc gia dưới kể thế chiến thứ hai. Trong thế chiến thứ nhất thì có 26 triệu người đã bỏ mạng. Thế chiến thứ hai có 53 triệu người đã trực tiếp có đề. Còn hai quả bom tại Hiroshima và Nagasaki tại Nhật Bản chỉ mang lại cái chết khoảng chừng gần trên dưới 300 triệu người mà thôi, 300 ngàn người. Tại Việt Nam vào năm 1944-45 thì dưới cái thống trị của Nhật, dân của chúng ta đã bị chết đói đến 2 triệu người. Cái con số đó nó gấp 8 triệu người lần so với những người Nhật bị chết. Nhưng Việt Nam ta bị nghèo và bị tuyệt giao với thế giới trong những thập niên đó, cho nên ta không hề làm những cái đài tưởng niệm để cầu siêu và cầu nguyện cho những hương hồn bất hạnh đó được siêu sanh thoát quá. Cho nên thế giới cũng biết về nạn nhân chiến tranh của Việt Nam. Và theo lịch sử đó, thì vào những năm bị chết đói này thì người Nhật đó đã rất là tàn ác, chẳng hạn như là phá hết tất cả những ruộng lúa để mà trồng cây đai làm vải, rồi đốt hết tất cả các lúa mà người Việt Nam có được đó, để làm nhiên liệu chạy tàu hỏa. Như vậy kết quả là trong vòng 2-3 năm chúng ta đã chết 2 triệu người, nên nỗi khổ đó rất là lớn. Còn Nhật là cái người đi giết là chiến tranh, nhưng khi có hai quả bom của Mỹ thả vào và xây dựng những cái tượng đài về hòa bình, gây một cái sự cảm xúc và cái tư tưởng của thế giới đối với họ, thậm chí có nhiều người quên đi luôn cả cái việc mà giấy cả chiến tranh của họ, thì nhìn thấy cái cảnh mà chết đi của những người Nhật dưới ảnh hưởng tàn phá khốc liệt của nguyên tử hạt nhân. Trong đó nếu ta có dịp đi tham quan các cái đài tưởng niệm ở tại đất nước Việt Nam đó, ở phần lớn các cái đồng hồ chân chính đó, thì ta hiếm nhìn thấy được những công trình nó mang tính chất là chuyên dụng hòa bình lắm. Ở đâu ta cũng thấy là súng, là ống, là chiến tranh, là vũ khí, là đạn dược. Trong cái đó đất nước Việt Nam chúng ta rất là hiếu hòa, chứ là chúng ta là chiến tranh tự vệ để giành chủ quyền độc lập dân tộc, chứ không phải là đi chí chiến như là các quốc gia khác. Ấy thế mà các tượng đài được dựng lên trong mấy chục năm qua đều là súng ống và chiến tranh. Trong khi đó Nhật Bản là nước giết về chiến tranh, mà tượng đài và công viên của họ được đặt tên là tượng đài hòa bình, công viên hòa bình, tưởng niệm hòa bình, cầu nguyện hòa bình. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi để cho cái hình ảnh của dân tộc chúng ta được hiểu theo một cái nghĩa tích cực hơn. Đi đâu cũng thấy những tượng đài chiến tranh, để khác nào chúng ta như là những dân tộc chú chiến. Mấy năm chúng tôi ở tại Ấn Độ đó, mỗi khi họp chung với chúng bạn thì nghe biết rằng mình là một người Việt Nam, cái câu đầu tiên họ phát ra từ tiếng Việt của họ: Việt Nam là đất nước của lịch sử chiến tranh, Việt Nam là đất nước đã từng thắng được Pháp, được Mỹ, được Nhật, Việt Nam là năm vừa qua về phái chiến. Nghe như một lời ca ngợi, nghĩ về chiều sâu thì đó là một nỗi buồn. Nỗi buồn của chiến tranh, nỗi buồn của tăng tốc, nỗi buồn của chết, nỗi buồn của tàn phá, và nó dẫn đến nỗi buồn của lạc hậu.
Cho nên trong cái thời hòa bình như thế này, ta cần phải xây dựng càng nhiều càng tốt các tượng đài, các công viên hòa bình để tưởng niệm những cái nỗi đau đã qua và quên đi những nỗi đau đó, hy vọng ở trong hiện tại, xây dựng ở trong hiện tại để có những giá trị hòa bình phát triển một cách bền vững để dân tộc chúng ta xứng đáng được hưởng và cảm nhận được những cái giá trị mà đất nước của mình trong rất nhiều năm qua đã từng gắn bó với những giá trị đó. Cho nên phái đoàn Phật giáo Việt Nam rất là xúc động khi đi tham quan những cái công trình ở tại Hiroshima và Nagasaki, rồi những cái tiếng kinh trầm hùng bằng mấy chục ngôn ngữ khác nhau, với mấy chục cái sắc lý khác nhau, để làm cho các ống nhòm, các đài truyền hình đưa tin, phóng sự, chụp ảnh. Và đây là lần đầu tiên lãnh đạo Phật giáo thế giới đã tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình tổng thể mà tôi thấy là quy mô nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi mong rằng là ở tại các quốc gia mà chiến tranh đã gắn liền, mặc dầu một cách vô tình hay là cố ý, lãnh tụ Phật giáo ở những nước đó càng phải tổ chức những cái lễ cầu nguyện hòa bình để gieo những cái hạt giống của lòng từ bi và kế tạo những cái ý thức về đời sống không còn hận thù, sống ở chiến tranh. Thì cái hình ảnh cống đức Phật giáo sẽ được cùng chúng tại đây hưởng ứng và tiếp nhận một cách năng động và tích cực hơn. Đó là một vài cảm nhận sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 5 tại Nhật Bản từ ngày 1 cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2018. Chúng tôi rất mong tất cả chúng ta cùng đóng một bàn tay rất có ý nghĩa cho Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới sẽ được diễn ra lần thứ 6 tại thủ đô Hà Nội. Còn thời điểm đó thì sẽ được công bố sau, có thể là khoảng là tháng 4 hay là tháng 5 dương lịch, để chúng ta một mặt là chào mừng sự kiện Phật đản như đã từng chào mừng vào tháng 5 hay là tháng 4 rồi, và thứ hai là chào mừng một năm năm Thăng Long gắn liền với nền văn hóa dựng nước, bảo vệ nước và phát triển đất nước của Phật giáo Việt Nam. Thì làm được như thế, chúng ta sẽ tạo những cơ hội phong hương và phát triển Phật giáo Việt Nam với một cái hình ảnh rất là thanh thương. Mọi nhiệm vụ mà khác nhau với nhiều cái sắc thái giáo hội, ta cần phải dẹp lại trong quá khứ và ta chỉ cần nhìn chung đó là Phật giáo Việt Nam, để bỏ quên đi hết tất cả mọi ý thức hệ giáo hội vốn là chúng ta bị phân hóa trong mấy chục năm vừa qua. Làm được như thế thì Phật giáo chúng ta sẽ đóng góp được nhiều cái dân tộc trong quá trình đồng hành dựng nước, bảo vệ nước và phát triển đất nước tại quốc gia thân yêu Việt Nam này. Kính chúc tất cả được an lành và mong đón nhận được sự đóng góp của toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 83 35 914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.